Nó gần như là không thể, và em chưa bao giờ nghĩ đến cái việc em có thể đứng ở đây và em đang cầm cái này dành cho mẹ em. Em nghĩ là cái giải thưởng này hoàn toàn thuộc về mẹ em. Em rất là tự hào về mẹ em. Em nghĩ là đến bây giờ thì có rất là ít các cái nhà hàng mà nó có thể tạo ra những cái món ăn mà nó làm cho mọi người tưởng nhớ được về những cái vị truyền thống của xưa. Thế nên là mẹ em rất là muốn tạo một cái nhà hàng có thể mang đến cho mọi người cái điều đó. Nhà hàng Gia của bọn em thì concept của em là thiên về đồ Việt Nam hiện đại. Tức là em hay là bạn đồng sáng lập cùng với em thì bọn em đều ở nước ngoài một thời gian dài. Và lý do bọn em trở về Việt Nam là để có thể mang cái ẩm thực Việt Nam có thể đi xa hơn. A lot of Vietnamese restaurants outside of the world, but with this very first selection of the Michelin Guide in Vietnam, we are moving one step forward, because we are definitely putting Vietnam as establishing Vietnam as a culinary hotspot, you know, on the world culinary map, as well as contributing to let's say put a spotlight on the Vietnamese culinary heritage.